Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Ăn Chơi Cùng Nhân Lì. Thì hôm nay ở bên Việt Nam đang bị bệnh virus corona, cho nên là ở bên Mỹ bữa hôm nay mình cũng phải cẩn thận các bạn, tại vì bây giờ virus cũng đã qua tới bên Mỹ rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi vô đây để mình nấu đồ ăn cho các bạn coi đó nhé. Thì bữa hôm nay vợ mình sẽ đổ bánh cuốn các bạn ơi. Đó, bây giờ thì thịt đã xay rồi, bây giờ vợ mình nó sẽ đổ bánh cuốn. Thì thường thường người ta sẽ đổ bánh cuốn ở trên một cái miếng vải và người ta sẽ cuốn lại, nhưng mà ở bên Mỹ thì mình không có thời gian để mình làm gì, nó rất là rườm rà, cho nên mình sẽ làm theo cái kiểu này nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ đó. Thì bây giờ bữa hôm nay mình sẽ làm cho các bạn coi một cái clip này. Ok, bây giờ thì mình ở đây mình đã có một nồi nước sôi rồi, bữa hôm nay mình sẽ nấu cho các bạn coi mắm nha các bạn. Bữa hôm nay mình sẽ ăn bún mắm Bạc Liêu. Ok, ở đây có hương vị mắm sạch xay, mắm sạch xay và hương vị mắm linh xay. Bây giờ mình sẽ bỏ ở đây, mình sẽ luộc thôi nhé. Thì bây giờ mình sẽ chơi nửa hũ mắm linh xay và nửa hũ mắm sạch xay. Mắm sạch xay ở bên Mỹ, ở bên Mỹ thì người mình hay xài mấy cái hũ này các bạn, mấy cái hũ này là hàng xuất khẩu. Đây mình nhìn nè, các bạn nhìn nè, để coi ở đâu xuất khẩu đây. Ok, bây giờ thì cái nồi bánh cuốn nó đã chín rồi các bạn. Bây giờ tới mắm linh xay. Ok các bạn ơi, thì mình sẽ nấu cái hỗn hợp mắm này cho nó đậm đà lên, và mình sẽ chuẩn bị có một cái nước sốt mắm. Sau đó mình chỉ cần nêm nếm rồi mình bỏ thêm gia vị vô nữa là có được một cái nồi nước cốt mắm rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách nấu lẩu mắm chính gốc của người Bạc Liêu. Ok. Yeah. Các bạn mà nấu theo công thức của mình á, là các bạn sẽ có một cái nồi mắm mình gọi là đậm đà hương vị luôn. Các bạn đi ra đường mà các bạn ăn bún mắm hay lẩu mắm á, nó lạc nét à, nó không có mùi mắm, nhưng nó thật sự là như vậy luôn á. Ok, lẩu mắm là mình phải nấu theo công thức này mình. Bây giờ mình sẽ nấu cho nó sôi lên đi. Sau khi mà mắm nó sôi lên rồi á thì nó rất là thơm, và mình sẽ vớt cái xương mắm ra các bạn. Các bạn nhìn nè, chút này nó còn rất là nhiều xương. Xả tỏi bỏ vô. Thơm quá các bạn ơi, mình không biết các bạn có ngửi được mùi thơm không, chứ mình thấy rất thơm nhé. Bên đây thì vợ mình nó đang đổ bánh cuốn. Mình có cái nồi đổ bánh cuốn nhưng mà nằm đâu rồi, dọn nhà để đâu rồi, để nửa dọn nhà xong thấy lại nó rồi. Làm thử cái loại cuốn. Bây giờ nước sôi lên, mắm thơm quá. Ok các bạn ơi, thì bây giờ trời ơi, cái mùi mắm thơm á. Thơm á. Lát nữa mình sẽ bỏ thêm xả vô nữa, rồi nói chung là mình bỏ nhiều thứ vô lắm cho nó cái mùi thơm. Bây giờ là chỉ là mắm thôi các bạn nhìn nè. Bây giờ nước cốt mắm nó bắt đầu tan ra rồi đó. Ôi. Thơm quá. Giờ đây. Giờ mình đợi cho sôi đi, thì để cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình cho nên mình sẽ chạn ly với các bạn. Ok, bữa hôm nay mình không có uống bia cho nên mình sẽ uống nước mắm để cảm ơn các bạn nhé. Thì trong khi mà mình chờ đợi mắm mình nó sôi lên và mình sẽ để đó cho vợ mình đi canh đi, thì bữa hôm nay mình muốn khoe với các bạn cái vườn bông của mình. Bây giờ mình muốn khoe thì mình phải đi vô đây các bạn. Thì các bạn biết không, ở bên Mỹ người Việt Nam mình họ hay trồng cây thanh long nè, hay họ hay trồng cây cốc nè, ớt nè. Thì tầm tháng 10 á là họ sẽ bỏ những cái cây thanh long, cây ớt vô chậu và họ sẽ đem vô những cái nhà như vậy. Thì tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2 á là họ bỏ ở trong nhà. Thì mình sẽ bỏ ở trong nhà luôn, tại vì những cây này nó lạnh nó sẽ chết. Thì tầm tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 á, là mình sẽ đem ra sân để cho nó có cái nóng tự nhiên. Đó. Thì một tháng nữa là, bữa nay là tháng 2 rồi, cho nên một tháng nữa là tháng 3 các bạn, mình sẽ đem ra sân.
Thì bây giờ mình đi vô đây đi các bạn ơi. Các bạn thấy không? Các bạn ơi nhìn nè, đây là cây bông giấy nha. Bông giấy nó lên mầm này nè đó. Mình bỏ vô cái nhà này đó các bạn thấy không? Đó, nó còn ấm. Bây giờ các bạn thấy cây bông giấy của mình nó lên mầm tí tí nè, đó. Quá đã luôn. Ok, cái bông giấy này nó cũng lên mầm nữa các bạn nhìn nè. Đó, nó lên lá non nè các bạn thấy không? Đó lá non lên nè. Nè. Lá non lên nè. Các bạn thấy không? Lá non lên quá trời luôn nè. Cái này là bông giấy cũ nó rụng xuống nè, bây giờ lá non nó mọc lên nè. Đó, như vậy là cây bông giấy mình nó sống rồi các bạn ơi. Ok, vài bữa nữa thì mình sẽ quấn nó lại thành cây bonsai nhé. Còn đây là cây cốc, các bạn nhìn cây cốc nè, nó có trái cốc nhỏ nhỏ nè. Ha. Đó, bây giờ các bạn thấy cây cốc của mình không? Nó có một hai trái cốc rồi nè. Cốc nhỏ xíu à. Đó. Ở đây cũng có nè. Cốc thải các bạn nha, cốc thải ở đây có mấy trái luôn nè. Rồi. Còn đây ok. Thì ở bên kia thì mình đang trồng me các bạn. Mình đang ủ me. Đó, thì mấy cái hộp me này mình đã ủ rồi, giờ bữa nữa mình sẽ trồng mấy cái me chơi. Ok. Còn bên bên đó là xoài thái các bạn. Xoài thái nó đang lên mầm nhé. Một cây xoài thái, hai ba cây xoài thái. Ở đây mình có hộp xoài thái nữa. Ok. Đó, mình thích cái bông giấy nè, bông giấy nó lên nè các bạn ơi. Quá đã luôn. Ok. Còn cây này là cây seri Việt Nam các bạn nhé, cây seri đè. Ok, thì ở bên Mỹ thì muốn trồng những cái đó chơi cho vui thôi, chứ thực sự thì mình cũng chẳng có ăn cái gì các bạn. Tại vì hồi xưa mình nhìn những cái đó ở dưới quê mình, cho nên bữa hôm nay mình trồng lại. Bây giờ mình đứng đây mình thấy cái nồi mắm của mình nó sôi các bạn ơi, thơm quá. Thơm quá. Các bạn nhìn nè. Cái nồi mắm nó sôi sùng sụp luôn. Ok, giờ mình sẽ hạ lửa xuống đi. Trời, cái khói nó lên thơm phân phức luôn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình sẽ vớt nó ra các bạn nhé. Wow, bây giờ mắm nó tan hết đây nè. Nước cốt mắm. Rồi, làm gì nè? Múc hết hũ. Ok, bây giờ mình sẽ múc hết hũ này vô nha các bạn. Bây giờ mình sẽ giống như những người bán ấm, họ sẽ đổ nước dưới đây. Đó, các bạn thấy mình tiết kiệm không? Mình phải vét sạch rồi, sạch tách luôn nhé các bạn, không chừa một giọt. Chưa xong. Bây giờ vợ mình nó đã đổ được biết bao nhiêu là bánh luôn các bạn ơi. Quá trời lũ gì. Tắt luôn. Rồi, làm gì nữa? Yeah, để mình lao cái bàn này. Cái bàn giống như tấm thớt vậy các bạn. Các bạn thấy mình sắc cà tím đẹp không? Sắc nó phanh nó ra. Tại vì lát nữa cà tím này nó sẽ héo lại, cho nên các bạn sẽ không có. Cái bánh của các bạn sắc nhỏ quá thì nó sẽ không ngon. Cái lẩu của các bạn nhìn nó không có được bắt mắt. Giờ mình sẽ cắt nó ra thành khúc. Cái nào bự quá thì mình xắt làm tư, nhưng mà ăn cục bự mới phê các bạn ơi. Đó. Bây giờ mình sẽ để lên cái dĩa này cho nó đẹp. Đó, các bạn thấy chưa, nấu ăn là một nghệ thuật, và người nấu ăn nó chưa chắc là một nghệ sĩ, công nhận. Mình khi mà mình lặt hạ bông xong rồi thì mình tiếp tục khớm các bạn. Thank you.
hôm nay mình chỉ lấy để cho ngọt nước thôi chứ mình không có ăn các bạn nhé. Chú với các bạn ơi, sau khi mình có cái khóm xong rồi đó, các bạn thấy không, bây giờ thì đây là bắp chuối, mình tách nó ra đi. Còn đây là bông chuối, mình không biết cái này có trồng được hay không nữa, chắc là không quá. Tách mấy cái lá dừa ra đi, mình lấy mấy cái lá non thôi. Alright, ok, bây giờ mình sẽ bào bông chuối các bạn nhé. Bây giờ mình phải cho hai cái nấm vua này vô cái này nấm này gọi là nấm King Oyster, nấm bào ngư vua. Ok, bây giờ sắc nó vô các bạn để cho nó được phong phú cái nồi lẩu mắm của mình, nó quá trời rau luôn đó. Ăn lẩu mắm là phải có rau mới ngon các bạn. Đây mình sẽ mua cái xoài tai tượng, đó sẽ là xoài tai tượng thôi nha. Hấp dẫn. Quá điêu luyện luôn, công nhận lúc này. Đó, các bạn thấy chưa? Trụng vô tô rồi mình ăn nha các bạn nhé. Mắm hôm qua mình luộc xong, bây giờ mình sẽ vớt xương ra nhé các bạn. Mình đã bỏ ở đây. Và ở dưới đây thì mình bỏ thêm nước cốt dừa vô, khóm vô. Cái đập nó rét ra. Đó. Thì đây là cái hũ ngải mắm cho các bạn nào mà không biết cái này là gì, cái này gọi là pickle. Có hai loại, một loại là nó đông lạnh á, nhưng mà đông lạnh nữa bóp rã ra nó bị nước không, mà nó quay cái này nó còn tươi mà. Alright các bạn ơi, lẩu mắm chín gốc. Bây giờ mình chỉ lấy nước thôi nha các bạn, mình không lấy gì khác hết á. Rồi, chuẩn bị có lẩu mắm ăn các bạn ơi. Bỏ kè vô. Đây. À, cũng như đây. À. 4 xô 4. Bây giờ mình sẽ bỏ gạo vô đây đó, giống như mình đang bán. Hả? Chưa không? Còn mình có. À, mày muốn lấy cái đòi gì lấy đi. Các bạn nhìn cái tôm nè, đó nó có bắp chuối nè, giá nè, hẹ bông, rau muống nè, tôm nè, đó các bạn nhìn đi. Ở đây là mực, thì bây giờ mình đang trụng mực với lại tôm để vô nhé. Quá trời được gạo luôn, các bạn nhìn cái tôm bún quá. Bên này thì đang có rau găm, bỏ rau găm vô. Thôi các bạn nhìn cái nồi bún nước lèo của mình nè. Các bạn nhìn cái nồi bún nước lèo, nó sôi đã ghê không? Hấp dẫn quá các bạn ơi. Bây giờ là chỉ cần múc nước vô là ăn thôi nhé. Thơm. Ồ, bỏ tôm vô mẹ. Một con tôm, hai con tôm. Rồi, xong xuôi. Cuối cuộc thì cái nồi bún nước lèo, bún mắm của mình đã xong rồi các bạn ơi. Bây giờ thì sau công đoạn chuẩn bị, múc nó vô, nước súp lên.
bao nhiêu là nước cốt mắm, bỏ vô nước mắm đó. Ok các bạn ơi, bữa nay mình ăn bún mắm các bạn nhé. Mẹ bỏ mắm gì, bỏ nước mắm gì mẹ? Tâm bỏ nước chanh chưa? À? Bây giờ để mình thử. Nó cay lắm luôn. Wow, mình chưa có bỏ thêm chanh vô các bạn, nước này nó đậm đà lắm. Nha. Bỏ chanh vô. Hết chanh này. Mẹ bỏ chanh chưa mẹ? Rồi. Bỏ chanh này. Em bỏ chanh nha. Rồi đi. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã nặn chanh vô rồi. Wow. Bỏ thêm một ớt sa tế vô nữa. Ớt xay, ớt sa tế gì kia. Ớt xay. Ớt sa tế không? Thôi được, ớt tươi. Đó. Các bạn nhìn nè. Đó, bỏ miếng ớt vô. Ăn vậy mà hấp dẫn. Hẹ nè, bắp chuối nè, tôm nè, mực nè. Mẹ ăn đi mẹ. Giòn lại thôi. Nó không có phải là nó không phải dai như con mực kia. Biết rồi, anh cho nó mua một này cho hủ tầm ăn đậu ăn. Ăn được không? Ăn rồi. Cứng không? Tết không? Ừ. Hủ tầm cũng ít ăn. Ăn được không? Trong cái cá, trong cái này á, nó thơm mùi mắm, nó chua chua nữa. Ăn lẩu mắm phải có cá. Cá từ kính. Ngon quá. Em cái này không thể thiếu được cái ớt được bạn. Xui xẻ. Chả ngon. Mẹ ăn chả ngon. Ăn chả chưa mẹ? Lạ không xin lắm. Không. Ok các bạn ơi, như vậy là xong một cái clip. Như vậy là xong một cái clip nấu lẩu mắm rồi nhé. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn trong video clip lần sau. Nấu món phim gì nào có hạ tàu ha. Chuẩn bị ra tập thôi. Sau khi mà mình ăn xong thì mình có mua ba trái bưởi hồi đó mình cúng Tết các bạn ơi. Thì bây giờ mình tách ra đi. Đó, bây giờ mình sẽ lột bưởi ra và mình sẽ nấu chè bưởi không bưởi. Đó, cái này để thơm quá các bạn, để xông hơi. Chè bưởi. Chè bưởi. Còn cái hộp để làm cái gì? Chồng. Bữa khác, bữa thì bưởi này bên Mỹ không có, cái này mình thấy là bưởi nhập từ Việt Nam qua các bạn, cho nên mình sẽ lấy hộp lại. Quá trời hộp luôn. Bưởi. Sau này đây Mỹ gì cũng có. Vậy bữa nữa mình sẽ lấy mấy cái hộp bưởi này, mình sẽ đi vô rừng mình dục để cho cây bưởi nó có giống các bạn. Giống bưởi Mỹ. Giờ mình sẽ tách ra các bạn nhé. Mẹ ăn thử miếng nè mẹ. Đây. Bưởi khô. Rồi, nãy ăn mẹ mới nè. Tập ăn này cho hết nè. Trời ơi.